dự án Layer 1 Initia tiết lộ khoản đầu tư từ Binance Labs. Mới đây, các nhà phát triển Layer 1 Initia đã chính thức ra mắt sau thời gian giữ bí mật. Điều đáng chú ý là họ đã nhận được khoản đầu tư từ Binance Labs, tuy nhiên con số cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Với số vốn này, nhóm phát triển của Initia có mục tiêu phát triển những giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng và kết nối với nhau. Điều này có nghĩa là họ muốn tạo ra cơ sở để các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng tiền điện tử có khả năng xử lý nhiều giao dịch một cách nhanh chóng và an toàn hơn. Initia sẽ hoạt động như một mạng lưới Layer 1 và sẽ chứa các ứng dụng Layer 2 có khả năng mở rộng. Các ứng dụng này sử dụng công nghệ Optimistic Rollup để cải thiện tốc độ và khả năng xử lý giao dịch. Ngoài ra, Initia cũng sẽ hỗ trợ các giao dịch giữa các ứng dụng Layer 2 này. Dự án đang trong giai đoạn phát triển trên một mạng thử nghiệm. Nhóm phát triển của Initia cho biết họ đã có kế hoạch hợp tác với các dự án tiền điện tử nổi tiếng khác, bao gồm các công ty trong danh mục đầu tư của Binance Labs và các nhà phát hành game. Chi tiết về những đối tác này sẽ được công bố trong những tháng tới. Thông tin về Initia và việc họ nhận đầu tư từ Binance Labs là một bước quan trọng đánh dấu sự cam kết của họ đối với sự an toàn và phát triển của hệ sinh thái ứng dụng tiền điện tử. Platypus Finance bị tấn công flash loan. Vào hôm qua, Platypus Finance, một giao thức tài chính phi tập trung đang hoạt động trên mạng Avalanche, đã bị tấn công. Theo báo cáo của công ty bảo mật Paxil, khoản thiệt hại do vụ tấn công bảo mật này đã lên tới trên 2 triệu đô la Mỹ. Sau khi phát hiện vấn đề, Platypus đã thông báo đến cộng đồng rằng họ đã thực hiện biện pháp chủ động và tạm thời đình chỉ tất cả các pool. Các cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo kịp thời tới cộng đồng. Vụ việc này dường như là kết quả của một cuộc tấn công sử dụng phương pháp gọi là flash loan và đã nhắm trực tiếp vào pool thanh khoản AVAX. Flash loan là một tính năng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, cho phép người dùng vay tiền mà không cần thế chấp, với điều kiện là họ phải trả lại tiền trong cùng một giao dịch. Tuy nhiên, có một số kẻ tấn công đã khai thác tính năng này để làm lợi bất chính, thao túng thị trường hoặc lợi dụng những điểm yếu trong các giao thức tài chính phi tập trung. Bằng cách vay một số tiền lớn, kẻ tấn công có thể tạo ra các biến động giá trị giả trên thị trường và rồi thu lợi bằng cách khai thác sự khác biệt trước khi trả tiền mượn. Và tất cả điều này chỉ diễn ra trong cùng một giao dịch. Đáng lưu ý, đây không phải lần đầu tiên mà Platypus gặp vấn đề bảo mật. Một sự việc tương tự đã xảy ra vào tháng 2 năm 2023, khi họ đã mất 8,5 triệu đô la thông qua một cuộc tấn công flash loan nhằm vào stablecoin mới ra mắt có tên gọi là USB. Mastercard vừa hoàn thành thí điểm CBDC. Mới đây, Mastercard vừa hoàn thành một thử nghiệm quan trọng về tiền tệ kỹ thuật số cùng với Ngân hàng Dự trữ Australia và Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Tài chính Kỹ thuật số. Trong dự án này, họ đã kiểm tra cách những người được ủy quyền sau khi đã qua quá trình xác minh danh tính có thể nắm giữ, sử dụng và trao đổi tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Điều thú vị là họ cũng đã thử nghiệm cách mua một loại tài sản số đặc biệt trên nền tảng Ethereum, gọi là NFT. Ngoài ra, dự án cũng đã thử nghiệm cách người nắm giữ có thể mua một NFT dựa trên Ethereum bằng cách khóa CBDC thử nghiệm và tạo ra một lượng tương đương của các đồng được bảo chứng bằng Ethereum, theo một tuyên bố của Mastercard. Việc này thể hiện sự quan tâm của Mastercard đối với tiền tệ kỹ thuật số và họ thấy tiềm năng trong việc hợp nhất các khả năng thanh toán trên nhiều blockchain khác nhau. Các đối tác trong dự án bao gồm Kuskan, một công ty dịch vụ tài chính tại Úc, và Minterbo, một công ty công nghệ blockchain. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển tiền tệ kỹ thuật số và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực này. Trezor phát hành cùng lúc 3 sản phẩm mới. Trezor, một trong những nhà cung cấp hàng đầu về ví cứng, đã kỷ niệm 10 năm hoạt động bằng việc giới thiệu 3 sản phẩm tự lưu trữ mới, bao gồm một ví Trezor, giải pháp sao lưu khóa riêng và một ví chỉ hỗ trợ Bitcoin. Công ty có trụ sở tại Cộng hòa Séc đã chính thức công bố sự ra mắt của Trezor Safe 3, một ví cứng hoàn toàn mới hỗ trợ hơn 7.000 loại tiền điện tử. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong việc cung cấp ví cứng cho người mới tham gia thị trường. Ví mới này giữ nguyên cam kết của Trezor về sự phát triển mã nguồn mở và sử dụng thành phần bảo mật từ bên thứ ba để tăng tính minh bạch và an toàn. Ngoài ra, Trezor đã giới thiệu giải pháp lưu trữ khóa riêng của họ, Trezor Keep Metal, giúp bảo vệ dãy khóa sao lưu dưới mọi điều kiện khắc nghiệt. Giải pháp này được làm bằng thép không gỉ chống ăn mòn và có khả năng chống nước. Cuối cùng, Trezor đã ra mắt một ví cứng chỉ hỗ trợ Bitcoin với phiên bản giới hạn. Đáng chú ý, một phần lợi nhuận từ việc bán sản phẩm này sẽ được quyên góp cho Trezor Academy, một sáng kiến giáo dục về Bitcoin. Trezor, với hơn 10 năm kinh nghiệm, là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về ví cứng, giúp người dùng lưu trữ và quản lý các loại tiền điện tử. Nhiều Pioneer bị kẹt ở bước số 7, di chuyển sang Mainnet. Hiện tại, có một số Pioneer của P-Network đang gặp khó khăn tại bước quan trọng số 7, quá trình chuyển đổi sang Mainnet.
Điều này là một vấn đề quan trọng mà nhóm P Core Team đang tập trung để giải quyết nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho toàn bộ cộng đồng P. Đây là một trong những thách thức lớn vì việc xem xét KYC cho hơn 30 triệu người tiên phong tham gia vào P Network không hề dễ dàng. Quá trình này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Nhóm P Core Team luôn lắng nghe phản hồi và những quan điểm từ tất cả P Owner trên khắp thế giới. Mỗi số lời khuyên cho cộng đồng là nếu bạn đang gặp khó khăn tại bước 7, hãy kiểm tra ví của bạn bằng trình duyệt P trong lúc chờ quá trình tạo ví tiếp tục. Tuy vấn đề này đang đối diện nhiều thách thức, nhưng nhóm P Core Team vẫn đang cam kết làm việc chăm chỉ để giải quyết chúng và đảm bảo mọi người có thể trải nghiệm phiên bản Mainnet một cách thuận lợi nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zyptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.